Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đã tổ chức cuộc họp nghe đơn vị tư vấn đánh giá tình hình sử dụng đất của thị xã năm 2022 và thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Trong năm 2022, thị xã Phú Mỹ có 95 công trình dự án thu hồi đất. Đến nay, 77 trên 75 công trình dự án đã cho đang thực hiện với tổng diện tích đất hơn 2.591 hectare thị xã có 18 dự án chưa thực hiện thu hồi đất với tổng diện tích 84,48 ha. Ngoài ra, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã thực hiện giao đất cho thuê đất với 39 dự án, chuyển mục đích sử dụng đất 20 dự án và nhận chuyển nhượng thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với 16 dự án công trình. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu đăng ký chuyển tiếp và đăng ký mới trong năm 2023, thị xã Phú Mỹ đăng ký 79 dự án thu hồi đất, 28 dự án giao đất cho thuê đất, 7 dự án chuyển mục đích sử dụng đất và 12 dự án chuyển nhượng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ yêu cầu các phòng ban cơ quan đơn vị và các xã phường trên địa bàn ra soát lại các dịch mục đã có chủ trương đầu tư, kịp thời bổ sung các công trình dự án chuẩn bị đầu tư để đăng ký nhu cầu sử dụng đất, hạn chế sự chồng chéo trong quản lý đất đai, ngăn chặn việc chuyển mục đích sử dụng đất đai tùy tiện tranh chấp lớn chiếm và tình trạng sử dụng đất tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thị xã.